Ngày 15 tháng 6, ông Bạch Đình Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp, huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk cho biết, chính quyền địa phương đã bàn giao về cho gia đình an toàn 3 công dân là con tin bị các đối tượng trong vụ tấn công 2 trụ sở Ủy ban Nhân dân xã ở Đắk Lắk bắt giữ vào rạng sáng ngày 11 tháng 6. Những công dân được bàn giao gồm Y Dương B. Carong, 18 tuổi, Điểu Nguyên, 32 tuổi và Y Duẩn B. Carong, 19 tuổi, cùng trú xã Hòa Hiệp, huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp, rạng sáng ngày 11 tháng 6, sau vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Y Tiêu và Y Ca Tu, huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk, các đối tượng đã xông vào lán trại công nhân gần trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Y Ca Tu, dùng súng đe dọa, uy hiếp và bắt 3 công nhân để làm con tin. Đến chiều ngày 11 tháng 6, lực lượng chức năng giải cứu 2 con tin. Đến ngày 14 tháng 6, con tin thứ 3 được lực lượng công an giải cứu và bàn giao về địa phương. Trước đó, rạng sáng ngày 11 tháng 6, nhóm đối tượng đã dùng súng, dao, bơm xăng, lựu đạn tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Y Tiêu và Y Ca Tu, khiến 4 cán bộ công an, cán bộ xã hy sinh, 2 cán bộ công an bị thương và 3 người dân thiệt mạng. Đến ngày 14 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ được 46 đối tượng liên quan đến vụ việc. Liên quan vụ phát hiện đôi nam nữ chết bất thường trong phòng trọ tại phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, chiều ngày 15 tháng 6, cơ quan công an xác định đây là vụ án giết người rồi treo cổ tự tử. Qua điều tra, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương đã thu giữ một cây gậy chơi bida có dính tóc, nghi là tóc của chị O. Công an xác định do mâu thuẫn trong sinh hoạt, anh T đã dùng cơ bida đánh vào cổ, gáy của chị O, làm chị này tử vong rồi bồng lên võng. Sau đó anh T khóa cửa rồi treo cổ tự tử. Trước đó, trưa ngày 12 tháng 6, kiểm tra phòng trọ, công an phát hiện anh Trương Công Tê, sinh năm 1979, quê Quảng Trị, chết trong tư thế treo cổ. Chị Lê Hoàng O, sinh năm 1986, quê Cà Mau, nằm bất động trên võng, nên phá cửa vào thì thấy chị O cũng đã tử vong. Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ một người đàn ông bị nhóm thanh niên đánh hội đồng dẫn đến tử vong. Nạn nhân 32 tuổi, trú xã Phúc Thành, huyện Yên Thành. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 13 tháng 6, người đàn ông đi cùng cháu nhỏ đến bờ đập Quảng Hài, giáp địa bàn xã Phúc Thành và Đồng Thành, thuộc huyện Yên Thành, để hóng mát. Lúc này, anh phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe máy nẹt bô, ấn còi inh ỏi nên đến nhắc nhở. Khoảng 30 phút sau, nhóm thanh niên trên quay lại tìm người đàn ông và đánh hội đồng khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. Nạn nhân đã tử vong vào trưa ngày 14 tháng 6 do vết thương quá nặng. Ngày 15 tháng 6, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường BC05, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ xử lý các tổ chức cá nhân liên quan đến 2 thùng container chứa rất nhiều nội tạng và thịt động vật không đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước đó, tối ngày 13 tháng 6, Phòng BC05 Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức kiểm tra đột xuất 2 thùng container lạnh đang đặt tại khu vực sửa chữa container trên quốc lộ 1A, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức. Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong có chứa nhiều sản phẩm nội tạng, vú heo, ức vịt, dồi trường heo, thịt bò không có nhãn hiệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không ghi thời hạn sử dụng. Công an đã lập biên bản tạm giữ lô hàng khoảng 10 tấn sản phẩm nội tạng và thịt bò nêu trên. Ngày 15 tháng 6, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tạm giữ đối tượng Ngô Thanh Trang, 25 tuổi, ngụ xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng Ngọc Minh, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo. Qua làm việc, Trang khai nhận do tham gia cờ bạc qua mạng và bị thua, dẫn đến nợ nần nên nảy sinh ý nghĩ đến tiệm vàng để cướp. Tại tiệm vàng, Trang giật sợi dây chuyền 10 chỉ vàng 24K, trị giá hơn 56 triệu đồng rồi trốn thoát. Sau đó, Trang đem sợi dây chuyền bán được hơn 53 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, ngày 27 tháng 5, Trang đã thực hiện hành vi cướp giật chiếc lắc 10 chỉ vàng 18K tại tiệm vàng Hồng Thủy 2 thuộc ấp Bình Long, xã Sông Bình, huyện Chợ Gạo.
Ngày 15 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thị trấn Đắk Rờ Ve, huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum vẫn đang phối hợp với Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyện Con Rẫy thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Con Rẫy kiểm tra phản ánh của người dân về việc nước sinh hoạt cung cấp cho người dân thị trấn bị đục để có hướng khắc phục. Theo ông Nguyễn Tấn Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Đắk Rờ Ve, hệ thống cấp nước sinh hoạt tự chảy cho người dân thị trấn do Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyện Con Rẫy quản lý. Hệ thống này có khoảng 15 năm nay, hiện đã cũ. Nguồn nước được lấy từ con suối nằm giáp ranh với huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum và đưa về hệ thống bể chứa, lắng, lọc trước khi cấp về cho dân và người dân sử dụng phải trả phí. Cử tri phản ánh nước bị đục là đúng và việc phản ánh này diễn ra không chỉ bây giờ mà từ rất lâu. Theo đó, nguồn nước đưa về bể lọc xử lý được lấy từ con suối thượng nguồn nên độ trong của nước phụ thuộc vào mưa, nắng. Nhiều năm nay, mưa xuống là nguồn nước này bị đục, hệ thống bể chứa bể lọc không đảm bảo nên nước vẫn đục. Có khoảng 500 hộ dân trên địa bàn sử dụng nguồn nước này. Nước bị đục, bà con lo sợ ảnh hưởng sức khỏe nên không dùng, mà phải dùng nước mưa, nước giếng hoặc phải mua bình lọc để xử lý lại. Ngày 15 tháng 6, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận và lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cùng các tổ công tác đã có mặt kiểm tra chi tiết hiện trạng khách sạn Moon Lake Villa, Bào Trắng, yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ cây cầu dẫn ra điểm check-in khu vực hồ nước của thắng cảnh, trả lại hiện trạng ban đầu. Trước đó, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Thuận phát hiện có một doanh nghiệp đã xây dựng khách sạn Moon Lake Villa, Bào Trắng, tại bờ hồ Bào Ông thuộc thắng cảnh quốc gia Bào Trắng. Qua kiểm tra, vị trí xây dựng của khách sạn này nằm ở phía tây nam hồ Bào Ông, mặt tiền tiếp giáp đoạn đường Hòa Thắng - Lương Sơn. Đối chiếu với biên bản và bản đồ khoanh vùng bảo vệ thắng cảnh Bào Trắng, phần diện tích xây dựng xâm phạm khu vực 1 của thắng cảnh khoảng 300m². Nghiêm trọng hơn, phần lan can của công trình và cây cầu dẫn ra điểm để chụp ảnh đã xâm phạm, tác động trực tiếp đến hồ nước.